Từ xưa người dân ta đã có câu ăn nhanh nói chậm hay cười, đi mua đồng nát là người Việt Nam, nếu ai có chip có RAM, mua thêm ổ cứng về làm PC. Cho anh em, rảnh rỗi lại đưa anh em đi mua đồng nát cũ nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi mua ổ cứng máy tính cũ. Nói một chút về cái việc mà đi mua đồng nát, không biết ở nơi các bạn như thế nào, chứ ở ngoài Hà Nội này nó có rất nhiều các cái cửa hàng đồng nát nhé. Các bạn chỉ việc đi ở ngoài phố này, sau đó các bạn nhìn hai bên đường là sẽ thấy các cái cửa hàng như thế này. Những cái cửa hàng mà nó thường ghi là thu mua đồng nát sắt vụn ấy, các bạn vào đấy hỏi xem là có bán máy tính, laptop hoặc là PC hoặc là linh phụ kiện máy tính không. Hoặc là các bạn vào hẳn bên trong các bạn tìm. Các bạn có thể để lại số điện thoại để khi nào người ta có người ta sẽ gọi cho các bạn. Các bạn nên vào cái tầm buổi trưa hoặc buổi chiều ấy, thì tầm đó mới có nhiều đồ nhá. Chứ còn vào sáng sớm là không có đâu. Bây giờ thì mình sẽ vào một số các cửa hàng để mình thu gom những cái ổ cứng cũ. Cửa hàng đầu tiên thì mình mua được 7 cái, bao gồm 5 cái HDD của PC và 2 cái HDD của laptop. Ở đây thì người ta bán theo cân các bạn nhé. Tổng là mình mua là 33.000 một cân. Một cân này 33.000, 2 cân này là 66.000. Mình trả hẳn 70.000 luôn. Chúng ta sang cửa hàng thứ hai. Cửa hàng thứ hai thì người ta bán 35.000, 33.000 người ta không bán. Cửa hàng này thì mình mua được là 6 cái ổ của PC, không có cái ổ laptop nào cả. Và mình cân lên là gần 3 cân. Đây các bạn, gần 3 cân. Và mình tính luôn cho người ta là 3 cân. Sang cái cửa hàng thứ ba. Cửa hàng này thì mình mua được rất là nhiều luôn. Rất là nhiều ổ luôn, cả PC, cả laptop luôn. Và cái cửa hàng này thì mình mua với giá là 30.000 thôi. Không phải là 33, cũng chẳng phải là 32. Mình mua 30.000. Và tổng số cân mình mua được của cửa hàng này là 5 cân rưỡi, gần 6 cân các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lấy luôn cả mấy cái ổ cứng mình vừa mua, mình cho vào đây mình cân nhá. Tổng cộng cũng khá là nhiều rồi đấy. Các bạn chờ một chút chứ cái vải nó hơi khó lấy ra. Và bây giờ chúng ta sẽ có kết quả. Đây các bạn nhìn này, cả một đống luôn. Và tổng của chúng ta là 10 cân rưỡi. Thừa sức để chúng ta mang và chúng ta test rồi. Bây giờ chúng ta sẽ về nhé. Cái đống ổ cứng mình đã mang về đây các bạn nhé. À, bây giờ thì mình sẽ test luôn cho các bạn. Bởi vì nếu mà chúng ta test kỹ những cái ổ cứng này thì nó sẽ rất mất thời gian. Mình thì có thể làm clip lâu được, nhưng mà để các bạn xem clip mà lâu ấy thì nó rất khó chịu. Nên là mình sẽ làm luôn bây giờ. Bây giờ thì mình sẽ mang sang cái máy bên kia, vì cái cấu hình của nó khá ổn để mình test những cái này cho nó nhanh. Bây giờ mình sẽ mang sang kia nhé. Mình sẽ xếp những cái ổ cứng này ra đã. Ở đây mình đếm được là có tổng cộng là 30 chiếc ổ cứng. Trong đó có 25 chiếc ổ PC và có 5 chiếc ổ laptop các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành test này. Test những cái chiếc ổ cứng này thì mình sẽ chia làm hai bước. Bước thứ nhất thì mình sẽ test theo kiểu là có nhận hay không, và có câu sườn hay là gút theo cái phần mềm Crystonic Info. Bước thứ hai, sau khi qua được cái bước Crystonic Info rồi thì mình sẽ test bằng cái MHD để xem là cái tình trạng của ổ cứng nó như thế nào. Đấy, qua hai bước đấy thì bắt đầu mình mới tính là sử dụng cái ổ cứng đấy. Thì để mà test cái Crystonic Info ấy, và để xem nó có nhận hay không ấy, thì mình sẽ sử dụng cái gì? Đây, mình sẽ dùng cái này. Mình sẽ sử dụng cái dock này các bạn nhé. Cái dock này thì các bạn mua ở trên mạng đầy, trên Shopee, Lazada nhiều lắm. Cái này nó gọi là kiểu như là cái dock để cắm HDD ấy. Cái này nó bao gồm một cái cục sạc này, một cái đầu USB 3.0 này, và một cái dock như này. Cái dock này thì chúng ta sẽ cắm một cái ổ cứng vào, ví dụ như cái ổ cứng này nhá. Mình sẽ ví dụ luôn. Cái ổ cứng này thì nó sẽ có cái đầu ở đây. Ở đây nó có cái đầu dock đúng không? Chúng ta cắm vào như này. Thế này cũng để đây. Để này thì nó hơi hơi lỏng lẻo, các bạn có thể đặt xuống hoặc là có thể dựng như này. Khi mà cắm này rồi, chúng ta sẽ cái máy tính của mình thôi. Chúng ta sẽ cắm cái này vào nguồn điện này để nó cấp điện cho cái ổ cứng. Tiếp theo là chúng ta sẽ cắm cái đầu này vào cái máy tính của các bạn. Thì để mà làm thì tại sao mình lại dùng cái này? Bởi vì nếu mà các bạn mà test nhiều như này mà các bạn lại phải cứ tháo cái nắp cây máy tính ra rồi các bạn lại cắm cổng SATA rút ra xong cắm vào, nó rất mất thời gian. Còn mình ấy cứ ngồi đây xong mình cứ rút ra rút vào cắm đây là mình sẽ biết được là nó có nhận hay không, gút hay không, hoặc là cao sườn hay không. Đây nhá, mình ví dụ cho các bạn nhá. Mình cắm nguồn này này, bây giờ mình sẽ cắm cái này vào máy tính của mình. Đây. Cái máy tính của mình hiện tại các bạn nhìn thấy là có một ổ này, hai ổ này,
Bây giờ mình sẽ cắm xem nó có nhận không nhá. Mình thấy quay rồi đấy, mình thấy rung quay rồi đấy. Nhận này. Đây này, nó nhận đây này. Nó nhận thêm mấy cái ổ đây này. Mất luôn. Mất luôn mới sợ chứ. Chờ mình, đây mình rút cho các bạn xem nhá. Nó đang nhận đúng không? Mình rút này. Đấy, nó không nhận nữa, bây giờ mình cắm lại này. Nhận luôn. Đúng không? Ôi chết. Uầy. Đến cái bước này thì mình hơi sơ suất các bạn nhá. Sơ suất là vì sao? Là vì mình sử dụng trực tiếp cái Windows mà mình đang dùng trên máy tính của mình để mình test những cái ổ này và mình cắm trực tiếp vào. Bởi vì khi mình cắm vào đấy thì nó nhận. Khi nó nhận nhá, nó nhận ổ nhá, thì nó auto nó kích vào cái ổ luôn. Và các bạn vừa thấy không? Nó nhảy luôn tất cả các ổ F, G, H, E của nó, nhảy hết vào bên trong thư mục luôn. Thế nếu mà những cái ổ này mà nó có virus này, có mã độc này hoặc là có những cái gì nguy hiểm ấy thì nó sẽ lây vào cái máy tính của các bạn. Đúng không? Nó sẽ lây luôn, cũng kiểu như các bạn cắm USB và các bạn kích vào ấy thì nó sẽ lây lan ra luôn. Thì cái này rất nguy hiểm. Cái này thì mình khá là sơ suất. Những cái dữ liệu hoặc là những cái ổ cứng mà cũ này thì chúng ta không biết ở trong này nó có dữ liệu gì đâu. Nên là các bạn hết sức cẩn thận trong quá trình mà các bạn mua ổ cũ hoặc các bạn test như này nhá. Đừng bao giờ test qua cái Windows như mình. Cái này là mình hơi sơ suất thôi. Tí nữa thì mình sẽ sử dụng cái đây, mình sẽ sử dụng cái USB DLC để mình vào cái Win Mini để mình test cái này qua cái phần mềm Crystalic Info. Bây giờ thì mình cắm cái này vào rồi, mình sẽ cho các bạn xem trước rồi tí nữa mình sẽ sử dụng cái Win Mini sau nhá. Đây. Khi mà cái ổ cứng của các bạn nó đã nhận rồi, mình sẽ sử dụng cái phần mềm này. Đây. Cái phần mềm Crystalic Info đây, mình sẽ kích vào. Khi mình kích vào thì nó sẽ hiển thị ra cái bảng này. Ở đây nó sẽ có các cái tình trạng là good hay là caution của mình này. Ổ này là ổ của mình này, ổ VKDC này là của mình, là đang good. Ổ này cũng là ổ SD của mình, cũng đang good đây, có 70%. Còn ổ này ổ mình, ổ caution. Caution là ổ Toshiba DT01ACA100. Chính là cái ổ này các bạn này. Chính là cái ổ này này. Là cái ổ này nó đang bị cái tình trạng là caution nhá. Nó còn có một số các cái tình trạng nữa là bad hoặc là gì đây này, hoặc là nâu ấy, errors gì đấy. Với những cái chiếc ổ cứng mà nó có tình trạng là caution như này thì mình sẽ loại ra luôn. Hoặc là những cái ổ cứng mà mình cắm vào nó bị đơ đứng hoặc là nó không nhận ấy, mình cũng loại ra. Chỉ những cái ổ cứng nào mà nó hiển thị good thì mình mới nhận thôi. Ok, sau qua cái bước good này thì mình sẽ test tiếp bằng HDD. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào cái Win Mini để mình test những ổ còn lại nhé. Đây, mình sẽ sử dụng cái Win Mini của cái DLC. Cái DLC này nếu bạn nào mà muốn làm ấy thì các bạn có thể sang bên kênh máy tính phần mềm. Mình mới hướng dẫn cho các bạn cách để tạo cái DLC 2015 và 2022 đấy. Cái này nó để cứu hộ máy tính hoặc là test những cái đồ khá là hay đấy. Bây giờ mình sẽ làm nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là vào cái Win Mini của cái USB. Đây là cái giao diện DLC 2022 này. Mình sẽ vào cái Windows Mini 10 nhé. Mình đã vào cái giao diện Win Mini trong DLC rồi này. Tại đây thì nó sẽ có rất rất nhiều các cái công cụ để chúng ta có thể là xử lý máy tính nhá. Mình sẽ cho các bạn xem. Để mình cắm cái USB này vào đã. Đây mình cho các bạn xem. Trong đây nó sẽ có rất nhiều các công cụ về ổ cứng rồi mini rồi backup restore driver. Phá này phá kia rất nhiều. Mình sẽ sử dụng cái công cụ Distool này này. Đây. Cái ổ này nó nhận rồi đây đúng không? Cái ổ này nó nhận rồi này. Mình sẽ test này. Test bằng Crystalic Info này. Vào đây mình không cần phải cài nữa. Mà nó sẽ có sẵn luôn các cái công cụ. Đây, good, caution. Cứ caution này thì mình loại các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ làm. Xong rồi, bây giờ mình sẽ làm nhé. Xong rồi các bạn, sau
Sau một hồi mình test những cái này thì toàn bộ các cái ổ của laptop là chết cả các bạn nhé. Kêu cạch cạch luôn. Tiếp theo là những cái ổ HDD này này, có những con thì không nhận, có những con thì kêu cạch cạch, có những con thì cau sừng, loại ra được từng này đây. Và cái này cũng lỗi. Và chúng ta chỉ còn có 2, 4, 6, 6 cái ổ thôi. Mình tìm được ra đúng 6 cái ổ này là nó gút thôi. Một cái ổ Samsung 320GB, một cái ổ Samsung 160GB, một cái ổ Samsung 160GB, một cái ổ Western 500GB, một cái ổ Seagate 500GB, một cái ổ Seagate 250GB. Đấy, mình được 6 cái ổ này là gút. Đấy mới chỉ là gút nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo là kiểm tra bằng MHDD. Để mà test MHDD thì mình sẽ chuyển sang cái máy tính bên này. Bởi vì là cái máy tính bên kia là mình còn phải để mình dựng những cái clip mà vừa nãy mình quay. Bây giờ mà để chờ cái này xong mới quay, mới dựng clip thì nó rất lâu. Vì cái bước mà test MHDD này nó lâu lắm các bạn. Nó chạy phần trăm lâu lắm. Đây mình sẽ cho vào đây để mình test. Sau đó cái máy kia thì mình sẽ sử dụng mình làm clip cho nó nhanh nhá. Bây giờ mình sẽ cắm vào. Mình sẽ sử dụng cái USB DLC 2015. Cái này thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn bên kênh máy tính và phần mềm rồi. Mình sẽ vào nhá. Đến đây chúng ta sẽ vào cái DOS program, vào cái Heron Boot ấy, vào cái HDD Tool, vào cái MHDD 6, Enter F4. Đây là quá trình nó đang test cái ổ này, chờ hết 100% mới xong. Nên là quá trình rất lâu. Bây giờ chúng ta kệ cho nó test nhé. 6 cái ổ cơ. Ok. Với 6 cái ổ này thì có một cái ổ 320GB Samsung kia. Khi mà mình test MHDD thì nó báo lỗi các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy này, tại 2.4-2.5% nó có hai cảnh báo warning. Bình thường ấy, mình test ấy, từ 150ms trở lên thì mình sẽ lấy. Nếu 150ms mà nhiều quá thì mình cũng sẽ bỏ. Và từ 500ms trở xuống là mình bỏ luôn các bạn nhé. Vì nếu mà như thế này thì là ổ của các bạn có thể là bị kém rồi và có thể bị bad. Vừa nãy thì chúng ta kiểm tra bằng cái Crystalis Info ấy, thì tình trạng vẫn là good, vẫn là rất tốt đúng không? Tuy nhiên là khi chúng ta test bằng cái MHDD này thì nó lại báo lỗi. Đấy đấy, các bạn có thể nhìn thấy lỗi này. Nó sẽ bị đứng đúng không? Đấy, nó bị đứng này. Cứ gặp lỗi này là nó sẽ đứng. Thì trong quá trình mà các bạn sử dụng máy tính cũng vậy. Khi mà đến cái đoạn lỗi như này thì nó sẽ bị đứng, đơ, giật hoặc là có thể là nó cứ bị treo máy. Vậy nên là chúng ta sẽ loại bỏ cái ổ 320GB Samsung này. Và chúng ta chỉ còn có 5 ổ thôi các bạn nhé. Vậy là 6 cái ổ này sau khi mà mình test bằng cái MHDD này thì có một con lỗi là con Samsung 320GB. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là format 5 cái ổ cứng còn lại này. Bởi vì trong đây nó sẽ còn có dữ liệu của cái người chủ cũ của nó. Bây giờ mình sẽ cho thằng kia mình lại format cho sạch sẽ cái ổ cứng đi nhá. Để mà các bạn format một cái ổ cứng thì khá đơn giản. Các bạn có thể cắm ổ cứng vào máy tính của các bạn. Sau đó các bạn vào cái ZPC này. Các bạn xem cái ổ nào mà các bạn muốn format. Ví dụ như là mình muốn format cái ổ dữ liệu cá thể này đi. Kích vào, chuột phải chọn format. Các bạn ấn Start. Ok. Chờ một chút là nó format thành công. Hoặc là các bạn cũng có thể vào bên trong đây, chuột phải ZPC, chọn Manager. Tại đây các bạn chọn Disk Manager. Các bạn chờ một chút, các bạn kéo xuống. Ví dụ chúng ta muốn format hoặc xóa cái ổ Disk 4 này, ổ 250GB này, chúng ta có thể chuột phải, chúng ta chọn xóa tất cả đi cũng được. Yes. Sau đó chúng ta tạo lại từ đầu một ổ mới luôn. Ví dụ như là dữ liệu mới đi. Next, finish. Chờ một chút. Như thế này là nó đã tạo một cái ổ mới thành công này. Chúng ta quay lại. Đây, dữ liệu mới đây. Tuy nhiên, sẽ có những cái bạn gặp cái trường hợp như này, là các bạn không thể nào format được. Ví dụ đây, format đây. Ví dụ cái ổ G nhé, mình chuột phải này, chọn format này, Start này, ok này. Nó báo là ZDX E-Write Protect, tức là cái ổ này đang được bảo vệ. Các bạn không thể xóa được, các bạn có vào trong cái manager này, các bạn cũng không thể xóa được. Là cái ổ phim cộng hòa séc đây.
chuột phải này, không có delete luôn, các bạn không thể xóa được luôn. Thì với cái trường hợp này, tại cái máy này thì mình có thể làm được bằng câu lệnh. Ví dụ như là đây, chúng ta dùng bằng CMD nhá, chuột phải này, chọn Run Administrator. Trước khi chúng ta vào Run thì chúng ta hãy chuột phải lại đã, Manager. Chúng ta kiểm tra lại xem là cái ổ vừa đấy chúng ta muốn format ổ nào. Đây, phim Cộng hòa Séc này đúng không? Ổ disk 0, nhớ là tên là disk 0 nhá. Rồi, chúng ta quay lại đây, chúng ta hãy ghi vào đây là dispatch, dispatch, enter. Tiếp theo chúng ta hãy viết là list disk, enter. Đến đây, các bạn hãy chú ý đây, nó sẽ hiển thị những cái ổ cứng trên máy tính của các bạn. Và đây chính là ổ disk 0. Bây giờ chúng ta muốn format được thì chúng ta sẽ phải xóa cái disk only. Chúng ta sẽ chọn select disk 0, enter. Sau khi select disk 0 xong, chúng ta sẽ ghi cho mình cái dòng lệnh attribute boot disk. Cái này là bây giờ chúng ta sẽ loại đi đúng không? Là sẽ là clear disk only, enter. Các bạn chờ một chút, nó hiển thị chữ successful này thì là được. Sau khi chúng ta đã loại xong rồi, chúng ta quay lại cái ổ phim Cộng hòa Séc này, chúng ta có thể format được. Đây, các bạn thấy không? Đã format được thành công. Và các bạn quay lại đây, và Manager phim Cộng hòa Séc đây, các bạn có thể delete được rồi. Ok. Và các bạn có thể tạo mới được rồi, mà sẽ không bị bảo vệ nữa. Finish. Xong. Đấy, ổ 12 đây. Tuy nhiên, có những bạn gặp những cái trường hợp, những cái ổ cứng các bạn dùng cách này không thể làm được. Các bạn có lắp sang máy khác các bạn cũng không làm được. Các bạn có cài lại Win các bạn cũng không làm được. Tóm lại là các bạn làm mọi thứ thì nó đều báo Protect, và các bạn không thể format, không thể làm gì được. Cái này rất khó chịu các bạn nhé. Thì mình sẽ chia sẻ với bạn một cái kinh nghiệm nhé, là các bạn hãy sử dụng cái công cụ này cho mình. Vào DLC này, vào Disk Tool này, cái công cụ là công cụ HDDLL Format này này, cái công cụ này các bạn nhé. Mình đã từng làm rồi, có những ổ không thể sử dụng các cái câu lệnh kia được, hoặc là cài Win cài Yut không thể được, nhưng mà sử dụng cái này để format thì lại được. Kích vào đây, kích vào Agree, nó sẽ hiển thị danh sách những cái ổ. Chúng ta sẽ chọn một cái ổ mà chúng ta muốn format. Mình sẽ chọn cái ổ nào nhỉ? Đây, ổ 500GB đây. Các bạn chọn đúng ổ nhá. Ổ 500GB đây. Ấn Continue. Vào đây các bạn hãy kích vào cái dòng Low Level Format. Tại đây chúng ta đừng có kích vào cái dòng Quick này nhá, mà chúng ta hãy để nguyên cái này. Xong chúng ta ấn Format. Ấn Yes. Đây này. Đây, nó đang format cũng như là xóa toàn bộ các cái dữ liệu trong cái ổ cứng của các bạn đây. Cái quá trình nó làm nó rất lâu các bạn nhá, chứ nó không nhanh đâu. Nó cứ từ từ, cảm giác như là nó làm rất là chi tiết và chậm chạp ấy. Nhưng mà các bạn cứ để đấy, cứ để bao giờ nó hiện 100% là được. Trước mình có một cái ổ cứng của laptop ấy, nó bị cái tình trạng là không thể nào format được luôn. Cảm giác như nó bị phần cứng ấy, và kiểu như là mình định vứt đi rồi, nhưng mà khi mà mình sử dụng cái phần mềm HDD này thì nó lại sử dụng được bình thường, cài Win được bình thường và làm mọi thứ bình thường các bạn nhé. Rồi, ok. Vậy là mình cũng đã vừa chia sẻ cho bạn cái quá trình mình đi mua thử những cái ổ cứng laptop hoặc là PC ở ngoài những cửa hàng đồng nát. Sau đó chúng ta về chúng ta kiểm tra xem như thế nào. Và kết quả như các bạn đã thấy đấy, chúng ta có 5 cái ổ mà chúng ta có thể dùng được, hiện tại bây giờ đang dùng được. Qua clip này thì mình muốn chia sẻ cho bạn rằng là nếu mà các bạn có ý định mua những cái laptop cũ, PC cũ hoặc là những cái ổ cứng cũ ấy, thì các bạn cần phải test kỹ nhé. Đừng quá tin tưởng vào những cái phần mềm. Vì là nếu mà các bạn không test kỹ thì có thể gặp những cái lỗi như là mình vừa làm cho các bạn xem ấy. Cái phần mềm CryptoDisk Info ấy, tình trạng của nó, sức khỏe của nó là good, tốt, ok. Nhưng mà chúng ta test bằng HDD thì nó lại lỗi. Tiếp theo nữa là các bạn cần phải chú ý đến cái vấn đề là cái ổ đó có format được không, có định dạng được không, có tạo ổ được không, hoặc là có copy paste được không. Tức là cái ổ cứng các bạn cần phải là copy được hoặc là format được. Chứ cái ổ mà nó bị bảo vệ hoặc là bị lỗi format thì nó rất phiền các bạn nhé. Hôm nay thì chúng ta đi mua cả một đống ổ cứng như thế này, 30 chiếc, chúng ta chỉ được có 5 chiếc. Và bản thân mình thấy như thế này là quá may mắn rồi. Vì các bạn biết không, những cái ổ cứng mà người ta để ở các cái quán độc nát ấy thì thường sẽ là người ta cứ vứt lăn vứt lóc, hoặc là người ta cứ để kìa, hoặc người ta cứ kiểu như để va chạm này này, thì thường nó sẽ bị hỏng. Nhưng mà chúng ta vẫn còn có được 5 cái ổ, có cả ổ 500GB nhé, có cả ổ 500GB, nhưng mà đều là HDD thôi. Cái này thì các bạn lắp máy tính ấy, các bạn lắp PC chúng ta lắp vào để chúng ta lưu game thì cũng ok.
ổ win thì chúng ta dùng SD, còn những cái ổ lưu game chúng ta dùng cái ổ này cũng khá là ok. Thì với những ổ này thì không biết là bây giờ các bạn muốn mình làm gì, tặng cho các bạn luôn như thế này, hay là chúng ta lại sử dụng những cái ổ này để chúng ta lắp vào những cái chiếc PC để tặng cho các bạn. Thì những cái ổ này thì nếu mà mình lắp thì mình thường lắp SSD chứ mình không hay lắp HDD đâu. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn thì ví dụ những cái lần mà mình tặng quà tiếp theo thì mình sẽ lắp thêm những ổ này vào cho các bạn, để các bạn có thể là có nhiều dung lượng hơn trong cái quá trình các bạn lưu game hoặc lưu tài liệu nhá. Ok, clip này mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Qua clip này thì các bạn có chia sẻ góp ý gì, các bạn comment xuống dưới cho mình. Bây giờ mình xin tạm dừng nhá. Chào các bạn và cảm ơn clip. Chào.